Rồi, xin lỗi các em nhé. Rồi tiếp theo, stretching là duỗi duỗi ra, hiểu không? Duỗi ra, vươn vai ra thì sẽ đối lập với shrinking, có nghĩa là thu hẹp, đúng không? Duỗi thì đối lập với thu hẹp ra, thu hẹp lại. Còn câu A là còn lại remaining, câu B là suy giảm, câu C là phát triển. Rồi tiếp theo stretching. Stretching là việc duỗi ra kéo giãn cơ thể, cũng sẽ làm thư giãn các cơ và ngăn ngừa những cái tổn hại đối với khớp nối, đúng không? Damage to, prevent, ngăn cản. Ngăn cản sẽ bằng đối lập với allow là cho phép. Câu B là tránh, C giới hạn và câu D là phản đối. Câu 35, khi em đi bộ đừng có nhìn vào chân, đúng không? Điều này sẽ làm giảm, sẽ làm chậm lại, đúng không? Và gây ra đau lưng này. Ta có từ result from, có nghĩa là gì? Do, bởi, do mà ra, hiểu không? Xảy ra như một kết quả. Ví dụ nghèo đói và sự nghèo nàn gì đây là do chạy đua vũ trang gây ra này. Đó, vết thương, chấn thương là do ngã, đúng không? Result in là dẫn đến, the kết quả là his recklessness resulted in failure. Ta sự liều lĩnh, khinh suất của hắn, ta sự liều lĩnh, sự bất cẩn của hắn đã dẫn đến hậu quả thất bại. Thầy copy cái này cho lại không? Tức là cause gây ra sẽ là bằng result from, là do, bởi, hiểu không? Gây ra hiểu không? Gây ra thì sẽ bằng với câu A, result in, lead to dẫn đến, activate là kích hoạt, nó sẽ bằng với C A, và nó sẽ đối lập với câu B là do, bởi, hiểu không? Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo, rejections. Rejection nó nghĩa là gì? Rejection nó là sự phản đối, được chưa? Sự phản đối, sự từ chối thì sẽ đối lập với câu B là sự chấp thuận này, câu A là sự phủ nhận, câu C từ chối và câu D là bác bỏ, rebuttal. Rồi tiếp theo, lose weight là giảm cân thì sẽ đối lập với tăng cân là gain weight, câu D. Tiếp theo, follow theo dõi, phép theo thì sẽ đối lập với câu A, refuse, từ chối, bác bỏ, từ chối. Câu B là obey, tuân theo. Câu C có nghĩa là tuân theo, adhere to. Câu D, carry on, là tiếp tục. Câu 49, dịch cho thầy câu 49 Hương Giang nào, tờ Hương. Nhật Hà nào. Ly. Gia đình hầu như ủng hộ tôi trong suốt. Gia đình hoàn toàn ủng hộ tôi trong suốt cái thời gian gì đây? Tôi chiến đấu với bệnh béo phì. Supported, ủng hộ thì sẽ đối lập với câu B, không khuyến khích, làm nản lòng. Câu A, aided là hỗ trợ.
Câu C, assisted là giúp đỡ. Câu D là thúc đẩy. Câu 50, receive là nhận. Nhận thì sẽ đối lập với rejected là bị từ, từ chối, từ bỏ, hiểu không? Câu A là nhận, câu B gain, được đạt được. Và câu D acquired là có được. Rồi các em xem thử có hỏi cái gì không? Có ai hỏi gì không? Các em nhắn tin lên này cũng được. Dạ không. Mai Anh có hỏi gì không? Không ạ. Không ai hỏi gì hết à? Dạ không ạ. Ở cái chỗ đây này, khi bạn đi đừng nhìn vào chân, nó sẽ làm giảm tốc độ và gây đau lưng. Nó gây ra thì sẽ đối lập với result from là do cái gì, hiểu không? Cause là cái nguyên nhân, còn result from có nghĩa là gì? Là do, hiểu không? Bên này là nguyên nhân, còn bên này là do cái gì đó? Do kết quả của cái gì đó. Rồi mời các em nghỉ nha. Chào thầy. Rồi, chào em. Goodbye.